Xin chào anh em và chào mừng anh em đã đến với DVC Store. Như anh em đã biết thì trên thị trường có rất nhiều hãng laptop Lenovo, Dell, HP rồi thì kể cả Apple luôn. Và nếu mà anh em phân vân không biết nên mua hãng nào và liệu hãng não nào nổi tiếng nhất thế giới thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Ở cái video này thì mình sẽ không đánh giá là anh em nên mua hãng nào mà mình sẽ nêu ra thế mạnh của từng hãng và sau đây bắt đầu nhá. Đầu tiên thì sẽ đến với Apple, thương hiệu laptop đẳng cấp nhất. Nếu bạn thắc mắc là nên mua laptop hãng nào thì vị trí ngôi vương thuộc về Apple, thương hiệu đã tạo dựng và khẳng định được vị trí số 1 trong lòng người tiêu dùng trên toàn thế giới về sự đẳng cấp trong mẫu mã cũng như là chất lượng sản phẩm. MacBook là dòng máy tính xách tay cao cấp của Apple và nổi tiếng nhờ vào vỏ máy được làm từ chất liệu nhôm nguyên khối, thiết kế đẹp và sang trọng cũng như được hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ. Màn hình thì tuyệt vời, thời lượng pin cao gấp 2-3 lần so với các dòng máy tính xách tay thông thường. iOS thì là hệ điều hành được trang bị trong MacBook với khả năng đồng bộ với điện thoại và các thiết bị khác của Apple. MacBook được thừa hưởng từ công nghệ tiên tiến nhất của hãng, bo mạch chủ của dòng cũng được sử dụng loại tốt nhất này, cấu hình máy mạnh, độ phân giải cao phù hợp với những bạn chuyên thiết kế đồ họa. Sản phẩm này được người tiêu dùng thế giới đánh giá cao và rất yêu thích. Không chỉ mang một vẻ ngoài đầy đẳng cấp và sang trọng, những chiếc laptop của hãng còn được đảm bảo tốt nhất về tính năng bảo mật với công nghệ Touch ID độc quyền của Apple. Cùng với đó là cấu hình mạnh mẽ, độ phân giải của màn hình đáp ứng được nhu cầu của dân thiết kế cũng như là đồ họa. Giá thấp nhất cho một sản phẩm khoảng 22 triệu và có dòng lên tới là 70 triệu. Tuy giá thành cao nhưng đổi lại bạn sẽ có một chiếc máy hiện đại với chất lượng bền bỉ theo năm tháng. Chính vì vậy, MacBook của Apple là cái tên không thể thiếu khi được hỏi nên mua laptop hãng nào. Thứ hai, nó chính là Acer, thương hiệu laptop đa dạng về mẫu mã. Acer là thương hiệu máy tính đến từ Đài Loan và cũng là cái tên nằm trong top 2. Bất kịp xu thế, hãng đã liên tục tung ra những thiết kế ấn tượng trên thị trường, đa dạng dòng sản phẩm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng từ sinh viên đến nhân viên văn phòng hay là game thủ. Acer luôn cam kết tạo ra những sản phẩm thông minh cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Acer mang đến thương hiệu máy tính và bo mạch chủ số 1 thế giới, đồng thời nằm trong top 3 nhà cung cấp máy tính xách tay thế giới. Các dòng laptop của Acer có thiết kế mỏng nhẹ, đẹp sang trọng, bền bỉ với từng phân khúc. Đặc biệt, điểm cộng lớn nhất đến từ là độ sắc nét của màn hình phản chiếu. Bạn thậm chí có thể dùng cả ngày dưới trời nắng mà không bị ảnh hưởng nhiều. Máy tính xách tay của Acer được cấu hình với tất cả các công nghệ mới nhất, đáp ứng nhu cầu của bất kỳ doanh nghiệp nào và bất kỳ tác vụ nào. Với cấu hình mạnh mẽ và đa dạng về mẫu mã, Acer chính là một trong những thương hiệu được yêu thích và sử dụng phổ biến ở môi trường văn phòng. Bạn có thể thoải mái lựa chọn các mẫu laptop đến từ Acer. Và thứ ba, nó chính là MSI, hãng máy tính xách tay dành cho game thủ. Đây là công ty công nghệ có trụ sở tại Đài Loan, được thành lập từ năm 1986 và hiện tại có mặt tại 120 quốc gia trên khắp châu lục. Nếu bạn đang cần một chiếc máy laptop cấu hình khủng, thiết kế đẹp mắt để cày game thì MSI là thương hiệu laptop sáng giá để cho các bạn lựa chọn. Người bình thường có thể hơi xa lạ với MSI, nhưng đã là game thủ thì đây sẽ là bạn đồng hành đầy lý tưởng. Dòng laptop chơi game hàng đầu hiện nay chỉ có thể là MSI. Dòng máy được trang bị với cấu hình mạnh mẽ này, thiết kế có phần hầm hố và đậm chất gaming. Điểm đặc trưng của laptop MSI là đều được trang bị những công nghệ và tính năng rất hiện đại, tiên tiến. Nổi bật nhất có thể kể đến như là khả năng tản nhiệt cực tốt, chip HQ, càng màn hình rời để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng. MSI có 5 dòng để cho các bạn lựa chọn, có thể cập nhật như là GT, GS, GL, GB và GE. Các dòng sản phẩm MSI nhắm đến thường có cấu hình lớn, màn hình sắc nét, độ phân giải cao, vậy nên rất phù hợp với các bạn nên mua chơi game hoặc là mua để đầu tư kinh doanh game, hoặc có thể sử dụng các công việc chuyên biệt như là thiết kế đồ họa. Ví dụ, nổi bật nhất là MSI Titan, một trong những máy tính xách tay chơi game tốt nhất hiện có. Điểm cộng hàng đầu của chiếc máy tính này nằm ở bàn phím cơ và khả năng nâng cấp. Đồng thời, nó cũng được đánh giá là một trong những chiếc máy tính chơi game có kiểu dáng đẹp. Không chỉ dừng lại ở đó, dòng laptop MSI còn được đánh giá cao với màn hình doanh nhân không thể chê vào đâu được. Chất lượng âm thanh cũng được đánh giá cao. Nếu bạn đang cần một chiếc laptop cấu hình khủng, thiết kế đẹp để cày game thì MSI chính là thương hiệu laptop sáng giá để cho anh em lựa chọn. Thứ tư, nó chính là LG, thương hiệu laptop mỏng nhẹ, bền bỉ và di động. Tập đoàn LG đã nổi tiếng trên toàn thế giới từ lâu, là thương hiệu quen thuộc với những mặt hàng điện thoại thông minh, điện tử tiêu dùng, chất bán dẫn, pin và các sản phẩm hóa chất, dầu mỏ. Bắt kịp thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, nắm bắt được xu thế, LG cũng cho ra đời các dòng laptop để phục vụ nhu cầu của người dùng. Những công nghệ trong máy được tích hợp mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời dù bạn đang làm việc, lướt web, đọc báo hay là chơi game. Với các dòng sản phẩm đến từ LG, chúng ta sẽ bất ngờ với những hàm lượng máy LG có từ cấu tạo, cấu hình, thiết kế, chất lượng sản phẩm thì hỗ trợ kỹ thuật bảo hành của máy rất là tuyệt vời. Laptop LG nổi tiếng với chất lượng loại 1, cấu tạo bên ngoài tuy không thực sự mềm mại nhưng chất lượng bên trong thì rất tuyệt vời. Đối tượng phù hợp để sử dụng laptop LG là sinh viên hoặc là doanh nhân. Ví dụ như là dòng laptop phổ thông cấu hình cao, giá rẻ
phù hợp với sinh viên, laptop cao cấp siêu mỏng, siêu nhẹ với trọng lượng dưới 1kg, phù hợp với doanh nhân. Các sản phẩm của LG rất thuận tiện kinh doanh khi mang ra ngoài. Ngoài ra, giá cả phải chăng là những ưu điểm mà các bạn nên chọn laptop LG? Và cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là Dell. Thương hiệu luôn mang đến sự ổn định. Dell là thương hiệu đến từ Hoa Kỳ với các lĩnh vực kinh doanh chính là các sản phẩm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ, bộ lưu trữ dữ liệu và thiết bị ngoại vi. Đây là thương hiệu luôn được đánh giá cao, giữ được phong độ ổn định và là sản phẩm máy tính xách tay bán chạy nhất trong năm. Dell là công ty đã từng đứng đầu các hạng mục về đổi mới, giá trị và sự lựa chọn như về âm thanh. Các chuyên gia đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật của thương hiệu cũng rất ấn tượng. Tất cả điều này đã giúp máy tính xách tay mang thương hiệu Dell có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 5 lên vị trí chỉ sau Apple trong năm 2022. Những chiếc máy tính xách tay của Dell được đánh giá là có tốc độ xử lý và hiệu suất cao, thiết kế mỏng nhẹ, nổi bật với tông màu đơn giản nhưng bắt mắt. Dell mang đến với vẻ ngoài cao cấp so với các dòng khác. Khi nhắc đến Dell, điều đầu tiên khi người dùng nghĩ đến là độ bền, bởi chúng có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt mà ít nóng hay thậm chí là bị bóp méo khi mà va đập mạnh. Về thời lượng pin, bạn có thể sử dụng tối thiểu 5 giờ hay tối đa là 10 giờ liên tục. Hiệu năng thì mượt mà, cùng với bộ vi xử lý cao cấp theo từng dòng laptop. Với phân khúc thị trường hướng đến là người dùng phổ thông, Dell có mức giá bình dân, phù hợp với rất nhiều đối tượng. Nếu bạn là dân kỹ thuật thì một chiếc laptop Dell với cấu hình ổn định sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trong công việc, học tập cũng như là giải trí. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em 5 mẫu laptop có thể nói là nổi tiếng nhất trong năm 2022. Và tất nhiên, nó vẫn sẽ còn những mẫu laptop nữa, nhưng mà hãy để video lần sau nhá. Và anh em có thể thấy đấy, mình đã nêu rõ từng phần nổi bật của các hãng ra sao, và anh em có thể dựa vào đây và chọn mua những chiếc laptop phù hợp với bản thân mình. Anh em thấy sao? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.